Hầu hết mọi người đều ghét rắn bởi chúng là thủ phạm của những lỗ rách trên áo quần và để lại mùi hôi rất khó chịu. Nhưng có một sự thật là rắn là một loài vật phi thường có sức sống dai dẳng nhất. Loài rắn có thể nhịn thở trong vòng 40 phút dưới nước mà vẫn có thể sống tốt. Điều này là do rắn thở qua các lỗ trên khắp cơ thể và máu của chúng cũng không làm nhiệm vụ tuần hoàn oxy. Chúng cũng có thể sống mà không cần bổ sung nước trong vòng 1 tuần, không ăn trong vòng 1 tháng. Rắn chỉ có ký ức 24 giờ, mỗi ngày mới đối với rắn đều là ngày đầu tiên trong cuộc đời. Con rắn trải qua một chu kỳ phát triển đầy kỳ diệu từ trứng qua giai đoạn ấu trùng, sau đó là nhộng trước khi trở thành con rắn trưởng thành. Chu kỳ này thường kéo dài từ một vài tuần đến một vài tháng tùy thuộc vào loài. Trong một lần đẻ rắn cái có thể đẻ tới hàng chục con, những con rắn con có màu trắng tinh, gần như trong suốt. Con rắn thường có cơ thể chia thành 3 phần, đầu, ngực và bụng. Chúng có 6 chân và một đôi cánh mỏng nằm ở phía sau đầu, nhưng không phải tất cả rắn đều có khả năng bay. Với cấu tạo cơ thể đặc biệt, rắn có thể làm dẹt cơ thể của mình để chui qua những khe hở nhỏ như khe hở giữa tấm sàn và tường. Rắn có thể sống ở mọi nơi, từ trong nhà, ngoài trời, đến trong rừng và cả dưới đất. Chúng là những sinh vật rất thích nghi và có khả năng sống trong nhiều điều kiện khác nhau. Đối với nhiều người, rắn còn được gọi vui là tiểu cường. Tên gọi này được bắt nguồn từ phiên âm tiếng Trung xỉu khòn, dịch Hán Việt là tiểu cường. Rắn có thể ăn bất cứ thứ gì từ xác động vật chết, rác, phân đến cả thức ăn bạn để trong bếp chúng cũng không từ chối. Đôi khi chúng có thể là kẻ săn mồi và đóng vai trò quan trọng trong việc phân hủy chất hữu cơ và duy trì sự cân bằng trong tự nhiên. Con rắn là những chuyên gia về việc chạy nhanh. Chúng có khả năng di chuyển linh hoạt và nhanh chóng để tránh kẻ săn mồi hoặc đối mặt với nguy cơ. Khi tất cả 6 chân đang chuyển động, một con rắn có thể chạy nước rút với tốc độ 80 cm mỗi giây, tương đương khoảng 3 km một giờ. Có thể nói rắn không có tai, chúng sử dụng các cơ quan cảm nhận khác như anten để cảm nhận môi trường xung quanh và tìm kiếm thức ăn. Con rắn thường bị coi là ký sinh và gây phiền nhiễm trong nhà, chúng rất có hại đối với những người có bệnh hen suyễn hoặc dị ứng. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về con rắn. Hy vọng rằng cuộc phiêu lưu này đã mang lại cho các em những kiến thức mới và hiểu biết đối với thế giới tự nhiên xung quanh chúng ta. Hãy tiếp tục khám phá thế giới động vật nhé! Hẹn gặp lại các em ở những cuộc phiêu lưu sắp tới!